Chúng ta đã trải qua một giai đoạn bull market thật đẹp. Hàng trăm tỷ USD liên tục được đổ vào thị trường crypto. Lúc này người ta bắt đầu gọi DeFi hay là NFT là những công nghệ của tương lai, là future finance. Nhanh chóng Bitcoin sẽ thay thế vàng hoặc thậm chí là trở thành một loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán rộng rãi. Ethereum ecosystem sẽ thay thế hệ thống ngân hàng. Và khi tất cả qua đi, khi không còn tiền rẻ nữa, khi những con sốt như DeFi, GameFi, NFT, infrastructure bắt đầu lụi tàn và dòng tiền dần rút khỏi thị trường crypto sau rất nhiều những sự kiện black swan diễn ra trong khoảng thời gian vừa qua, thì nền công nghiệp crypto của chúng ta đang bắt đầu vật lộn để tìm kiếm một cái hướng đi mới, một thứ gì đó có thể thu hút dòng tiền trở lại với mảnh đất hứa này để tìm lại hào quang rực rỡ năm xưa. Vậy thứ đó có thể là gì? Không một ai có thể nói trước được. Layer 2, GameFi, AI có rất nhiều những cái narrative có thể trở thành cơn sốt mới trong tương lai. Nhưng có một cái narrative không quá mới, cũng không phải là quá cũ mà mình nghĩ rằng là sẽ rất là tiềm năng để có thể kéo lại dòng tiền vào trong thị trường crypto mà chúng ta nên chú ý tới. Đó chính là việc token hóa cái tài sản ngoài đời thực, hay còn gọi là tokenization real asset. Vậy thì khái niệm này là gì và nó có thể đem lại được những gì cho thị trường crypto ở thời điểm hiện tại và trong tương lai? Thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, đầu tiên là về bối cảnh. Quay trở lại giai đoạn bull market trong chu kỳ vừa rồi, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021, thị trường crypto nói chung và DeFi nói riêng đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ, nếu không muốn nói là một cách thần kỳ. Vốn hóa chung của toàn thị trường đã tăng từ khoảng 100 tỷ đô lên đến hơn 3.000 tỷ đô vào thời điểm all time high. TVL trong các hệ sinh thái DeFi cũng đi từ con số 0 đến tới khoảng hơn 185 tỷ đô vào tháng 1 2021. Chúng ta phát triển từ những cái mảnh ghép đơn giản nhất như là DEX, là lending, cho đến những cái công cụ phức tạp hơn như là option, như farming. Tuy nhiên khi mà mọi thứ lao dốc, chúng ta cần phải nhìn nhận một cái thực tế rằng thứ thu hút những cái nhà đầu tư và dòng tiền chảy vào trong thị trường crypto không gì hơn ngoài tỷ suất lợi nhuận cao và cơ hội tìm kiếm tiền nhiều. Rất là nhiều những cái venture capital này, những cái tổ chức tài chính lần lượt ngã xuống vì đã sử dụng cái đòn bẩy quá đà. Họ liên tục thế chấp tài sản, vay tiền ra mua altcoin rồi tạo FOMO để đẩy giá token. Vòng lặp đó cứ thế tiếp diễn xoay quanh các loại cryptocurrency asset. Và đó cũng chính là một trong những cái động lực chính tạo ra cái giai đoạn bull market vừa qua. Thế nên là khi mà những cái giá của các loại tài sản này lao dốc thì vị thế thanh lý của các khoản nợ thế chấp cũng dần bắt đầu lộ diện. Tổ chức này nối tiếp tổ chức kia, quỹ này nối tiếp quỹ kia, dự án này nối tiếp dự án kia, tất cả kéo nhau vào một cái vòng xoáy tử thần cho đến khi thậm chí là những cái ông lớn bắt đầu ngã xuống. Những người đã tạo ra bull season 2020-2021 bùng nổ thì giờ đây cũng lại trở thành những kẻ tạo ra bear season 2022 tàn khốc. Chính vì vậy chúng ta có thể thấy rằng là để tạo ra một sự phát triển bền vững cho thị trường crypto, để kéo dòng tiền quay trở lại cái miền đất hứa này, chúng ta không thể nào tiếp tục quay lại cái lối đi cũ trong chu kỳ sắp tới. Phải có một thứ gì đó có thể kết nối giữa thị trường crypto với thị trường tài chính truyền thống trị giá hàng trăm nghìn tỷ đô ngoài kia. Một thứ gì đó có thể khiến các ông lớn phố Wall như là BlackRock, như là Vanguard mạnh tay xuống tiền đầu tư. Và mình nghĩ rằng là cái việc mà token hóa cái tài sản ngoài đời thực sẽ là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm trong chu kỳ sắp tới. Ok, vậy thì đầu tiên đi qua khái niệm. Cái khái niệm mà tokenization real asset, hay còn gọi là token hóa cái tài sản ngoài đời thực, có thể hiểu đơn giản là một cái loại tài sản ngoài đời, biến cái loại tài sản ngoài đời thật trở thành một cái dạng digital asset, trong trường hợp này là token hoặc là NFT trên các blockchain. Qua đó chủ sở hữu có thể dễ dàng trao đổi và lưu trữ cái tài sản của mình mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các tổ chức trung gian khác. Các loại tài sản có thể trải dài từ những như là bất động sản này, xe cộ, vàng bạc, đá quý, cho đến những cái loại tài sản vô hình như là chứng khoán hay là quyền sở hữu trí tuệ. Ở thời điểm hiện tại, tổng giá trị thị trường vốn cổ phần, hay gọi là equity market, của tất cả các công ty trên thế giới đang có giá trị đâu đó khoảng 112.000 tỷ USD. Tổng giá trị của thị trường trái phiếu toàn cầu, hay gọi global bond, đang khoảng là 120.000 tỷ USD. Vàng có vốn hóa khoảng 12.000 tỷ USD. Tất cả đều là những cái con số rất là khổng lồ nếu so với khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa bé nhỏ của thị trường crypto của chúng ta. Thậm chí vốn hóa của toàn thị trường crypto này cũng mới chỉ bằng một nửa so với vốn hóa của Microsoft. Chính vì vậy mà token hóa cái tài sản ngoài đời thực có thể được xem là một bước nhảy vọt của thị trường crypto, khi mà nó giúp kết nối giữa thị trường này và thị trường tài chính truyền thống trị giá hàng trăm nghìn tỷ đô ngoài kia. Đưa cái nguồn tiền khổng lồ ngoài kia chảy vào trong thị trường crypto, đưa BTC lên 100.000 đô, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Nếu mà để ý một chút á, thì những cái stablecoin như là USDT hay là USDC, những cái stablecoin được đảm bảo bởi những cái loại tài sản tiền pháp định, chính là những cái ví dụ điển hình nhất của cái việc mà token hóa cái tài sản ngoài đời thực vào trong thị trường crypto. Khoảng 2 trên 7 token có vốn hóa cao nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại chính là stablecoin. Và thực chất thì cái việc mà token hóa
những cái loại tài sản này để làm gì, hay thực chất là chỉ để bày trò, bày game mới. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người thường hay nhắc đến khi nói về việc token hóa tài sản ngoài đời thật là có lẽ vì sao là phải làm như vậy. Việc mua bán tài sản vẫn diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, thì việc token hóa chúng liệu có thực sự có tác dụng hay không? Ok, thì trước tiên hãy cùng mình nhìn qua về hệ thống tài chính hiện tại của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Rất là nhiều những cái tổ chức trung gian như là môi giới này, ngân hàng, luật sư, bảo hiểm đóng những cái vai trò rất là quan trọng trong hệ thống tài chính ngoài kia để đảm bảo rằng là một cái bộ máy hoạt động một cách trơn tru. Ví dụ nhé, nếu bạn bán Bitcoin ngay đỉnh và có một ít tiền và ok giờ bạn muốn mua một miếng đất thì bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên, bởi vì bạn không quen thuộc với lại những cái tình hình thị trường ngoài nhà đất ngoài kia nên là phần đông sẽ tìm đến những cái trung tâm môi giới bất động sản để tìm mua một cái miếng đất phù hợp. Vì vậy thì bạn sẽ mất một ít tiền hoa hồng cho các trung tâm môi giới này. Tiếp theo là các thủ tục về giấy tờ, công chứng, vân vân. Mọi thủ tục đều pháp lý đều sẽ mất một ít tiền và thời gian. Và mặc dù đã bán Bitcoin ngay đỉnh, nhưng mà bạn vẫn thiếu một chút tiền nữa để có thể mua miếng đất này. Vì thế là bạn sẽ cần tới ngân hàng và họ cũng sẽ cho bạn vay tiền và cũng sẽ tính lãi trên cái khoản vay này và chi phí cho khoản vay này nốt. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là đôi lúc cái việc mua bán tài sản ngoài đời thực, đặc biệt là những cái loại tài sản như là bất động sản, trong cuộc sống thường ngày là vẫn còn khá là phức tạp và chứa những cái chi phí ẩn khác nhau. Chính vì vậy mà ý tưởng token hóa các loại tài sản này xuất hiện với mong muốn là tối ưu hóa cũng như là hiện đại hóa những cái thao tác mua bán đối với những cái loại khoản đầu tư truyền thống. Vậy thì chính xác hơn thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Khi một loại tài sản được token hóa thì nó có thể được di chuyển, trao đổi và mua bán dễ dàng trên các blockchain. Cái smart contract ở đây sẽ đóng vai trò tương tự như luật sư. Chúng có thể tự động thực hiện các giao dịch hoặc là chuyển đổi quyền sở hữu tài sản khi mà đáp ứng đủ các điều kiện đề ra. Các blockchain có thể cho phép người dùng giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán thông qua thị trường OTC hoặc là thông qua những cái marketplace mà không cần đến bất kỳ một cái tổ chức trung gian môi giới nào. Cùng với đó là với sự phát triển của nền công nghiệp DeFi tới thời điểm hiện tại thì nếu người dùng gặp khó khăn trong việc mua bán tài sản và cần đến các khoản vay thì thị trường crypto có thể đáp ứng đầy đủ được cái điều kiện đó. Blockchain rõ ràng có thể có tiềm năng để có thể dần phát triển và thay thế các tổ chức tài chính trung gian truyền thống. Đó cũng là một trong những lý do gạo cội mà nó đã sinh ra. Vậy thì việc token hóa tài sản và đưa vào thị trường crypto sẽ mang lại lợi ích gì cho chính thị trường crypto? Thứ nhất, mình sẽ nói về vấn đề tăng tính thanh khoản. Việc token hóa có thể biến các loại tài sản được chia thành những cái danh mục đầu tư nhỏ hơn đại diện cho một phần của tài sản gốc ban đầu. Do đó là giá thành cũng phải chăng hơn. Điều này có thể tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư tham gia hơn, tăng tính thanh khoản của tài sản, đặc biệt là đối với những loại tài sản kém thanh khoản như là bất động sản này, tranh vẽ và tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì tâm lý chung của phần lớn các nhà đầu tư chúng ta là thường e dè và thận trọng trước những cái khoản đầu tư mà có giá trị lớn nhưng mà khó đảm bảo thanh khoản. Bên cạnh đó, thị trường crypto từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng đối với việc là chúng ta cho phép những cái nhà đầu tư gamble 24/7 và không có ngày nghỉ cuối tuần ngắt quãng như thị trường tài chính truyền thống. Điều này có thể là lợi thế của thị trường crypto khi có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng gần như là ngay lập tức, liên tục trong vòng 24 giờ. Điều này cũng tăng cái lợi thế của việc token hóa real asset. Thứ hai là việc tăng khả năng tiếp cận đối với lại những cái nhà đầu tư. Thị trường tài chính truyền thống có một cái bất cập vốn đã tồn tại từ khá là lâu, đó là việc những cái khả năng tiếp cận đối với lại các khoản tài sản cũng như là các khoản đầu tư mà có khả năng sinh lợi lớn thường là bị giới hạn bởi những cái tổ chức tài chính lớn hoặc là những cái nhà đầu tư có network cao. Những cái khoản đầu tư này có rào cản gia nhập phải gọi là cực kỳ lớn, cũng có thể bởi là hạn chế về mặt vị trí địa lý hoặc là khó tiếp cận từ những cái thị trường gọi là tương đối đóng, ví dụ như là thị trường chứng khoán Mỹ. Bạn phải là một công dân Mỹ để có thể gọi là mua bán được chứng khoán. Một khi mà đã được token hóa và được đưa lên blockchain, chúng có thể tiếp cận được với lại nhiều những cái nhóm nhà đầu tư hơn. Mặt khác, lúc này đây, các retail investor sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận được với những cái khoản đầu tư và các loại tài sản xuyên biên giới vốn mà đã ngoài tầm với của họ trước đây, với lại chi phí thấp vì đã loại bỏ được các bên trung gian mà, cùng với đó là hiệu suất giao dịch cao. Vậy thì tiềm năng phát triển của việc mà token hóa những cái real asset là gì? Theo báo cáo mới nhất của SWIFT, hay gọi là Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, mình tạm dịch ở đây là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, về sự hợp tác cùng với dự án Chainlink, cùng với đó là 12 tổ chức tài chính truyền thống lớn khác trong việc mà thử nghiệm cái giải pháp tương tác cross-chain CCIP. Họ thực hiện với một cái tham vọng là mở ra một cái kỷ nguyên kết hợp giữa ngân hàng và các blockchain với nhau. Họ nói rằng là khả năng tương tác giữa các blockchain cho phép các giao dịch diễn ra nhanh chóng, minh bạch và giảm vai trò của các bên trung gian là những cái yếu tố quan trọng có thể tạo nên sự thành công của việc token hóa tài sản ngoài đời thật, giúp đưa hàng tỷ, nghìn tỷ USD từ thị trường tài chính truyền thống vào trong thị trường crypto. Ở thời điểm hiện tại, các dự án làm về real asset chủ yếu vẫn xoay quanh cái mảng DeFi với những cái tên lớn như là Centrifuge, Maple,
Goldfinch. Các dự án này khác với các dự án lending khác ở chỗ là thay vì sử dụng là cái tài sản thế chấp là token thì ở đây chúng sử dụng cái tài sản thế chấp là real asset. Hoặc những cái dự án như là Realty cho phép những cái nhà đầu tư vào các loại tài sản như là bất động sản, tranh vẽ, hoặc cơ bản nhất là như MakerDAO này, một cái dự án mà rất là nhiều những cái nhà đầu tư chúng ta đều quen thuộc, đã cho ra mắt một cái nhánh mới là gọi là Real World Core Unit để thế chấp các loại tài sản gọi là Real Asset cho các tổ chức tài chính có thể vay ra DAI. Ok, bên cạnh đó, Bank of America cũng đã gọi token hóa cái những cái tài sản ngoài đời thực là một trong những cái động lực chính trong việc thúc đẩy việc chấp nhận các loại tài sản kỹ thuật số. Boston Consulting Group, còn gọi là BCG, dự báo rằng là lĩnh vực Real Asset sẽ có khả năng đạt đến con số 16.000 tỷ đô vào năm 2030. CEO của BlackRock là Larry Fink cũng nói rằng bước đột phá cho thế hệ tiếp theo của thị trường chứng khoán sẽ là token hóa chứng khoán. Rõ ràng chúng ta có thể thấy được là tiềm năng phát triển trong lĩnh vực Real Asset là vô cùng to lớn. Thật khó để có thể lờ đi một cái gọi là mảng tiềm năng như vậy trong khoảng thời gian tới. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cái tokenization Real Asset không có những hạn chế của nó. Có thể thấy rằng là các dự án trong mảng Real Asset đã phát triển tương đối nhiều. Tuy vậy thì phần lớn vẫn đang tập trung ở lớp gọi là token hóa các loại tài sản hoặc là những cái ứng dụng gọi là ứng dụng những cái Real Asset đó. Các dự án làm về lưu ký tài sản này, định giá và pháp lý hầu như là không có. Đó là bởi vì là những cái quy trình như là quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn khá phức tạp và gặp nhiều những cái rào cản từ về pháp lý ngoài đời thật. Chưa kể là phần đông các dự án vẫn chủ yếu xoay quanh mạng lending. Mặc dù là cái khả năng tiềm năng upside của mạng lending hoặc là borrowing thực sự là vẫn khá là lớn, nhưng mà như vậy vẫn chưa thể cho thấy được cái sự đa dạng cần thiết cho để có thể tạo ra sự gọi là sự thay đổi bùng nổ. Ok, thì nhìn chung lại với những cái động thái phải nói là khá tích cực gần đây của các ông lớn phố Wall như là BlackRock, như là Fidelity cùng nhiều những cái quỹ đầu tư lớn khác khi mà họ liên tục đăng ký spot Bitcoin ETF, thì chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi được là sẽ có một cái nguồn tiền khổng lồ chạy vào thị trường crypto từ cái nền tài chính truyền thống. Khi đó, token hóa Real Asset sẽ là một cánh cổng hoàn hảo để làm điều này, giúp tăng cái inflow capital cho thị trường crypto lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nói về tương lai thì mọi thứ có là màu hồng thế thôi. Còn ở thời điểm hiện tại, những rào cản về mặt pháp lý vẫn đang là những cái nguyên nhân chủ yếu khiến lĩnh vực Real Asset này chưa thể phát triển mạnh mẽ được. Đồng thời như mình đã nói, Real Asset vẫn còn tồn tại những cái hạn chế khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Tổng quan lại, thì mình nghĩ rằng là thị trường crypto có thể dần tới tiến tới mục tiêu gọi là mass adoption, hoặc xa hơn nữa là dần thay thế các công cụ tài chính truyền thống, thì Real Asset phải là một trong những cái lĩnh vực đi đầu và là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất trong khoảng thời gian tới. Nó không chỉ là câu chuyện đưa dòng tiền chảy vào trong thị trường crypto mà nó còn là việc tạo ra được những cái ứng dụng thực tế đối với các loại cuộc sống hàng ngày. Rất cảm ơn các bạn đã coi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.